con thực hiện thật tốt nha. Cố lên. Cố lên. Cố tin con làm được. Cố lên. Bạn ơi xanh bước cùng tôi về chùa tham dự khóa tu, rèn cho tâm khai trí sáng, ươm mộng tình thương cuộc sống. Thầy trao ánh sáng từ bi, con nguyện trọn đời khắc ghi, rèn cho tâm bi trí dũng, giúp đời thoát cơn mê lầm. Anh em ta về đây tu học theo chánh pháp, mang yêu thương niềm tin gieo mầm trong nhân thế. Hôm nay thì cả đoàn có gần 20 cháu và có 5 mẹ thì đưa các con đi đến đây, và với một cái tâm trạng rất là háo hức và các con thì cũng rất là vui vẻ. Chủ đề năm nay là con sẽ lớn khôn. Chủ đề là con sẽ lớn khôn. Khóa tu mùa hè năm nay là sư phụ là muốn là cho các con là vươn lên, vươn cao lên. Mình cũng rất lo lắng, nhưng mà lên đây thì mình thấy cái cơ sở vật chất với các thứ cũng cảm thấy là yên tâm. Mong là một tuần trôi qua thì mình đón con. Lần đầu tiên đến xa con cũng có nhiều cảm xúc lắm. Thế tuy nhiên đến đây được gặp tất cả các cháu, tất cả tình nguyện viên này thì tự nhiên cái cảm xúc đấy là xóa hết đi trong cô. Cô cảm thấy rất là yên tâm. Mong muốn sau 7 ngày khóa tu này, con sẽ học được tính tự lập này. Con đương nhiên là con bây giờ mới xuống con vẫn là háo hức với các bạn, nhưng chỉ nay mai con sẽ nhớ nhà, nhớ ông bà, nhớ bố mẹ chẳng hạn thế. Thế nhưng mà nhớ thì sẽ phải biết quý rồi sẽ biết trân trọng, từ trân trọng rồi trân trọng người thân, trân trọng mọi thứ trong cuộc sống mình có. Mình thấy rất là tốt. Các quý thầy thì truyền đạt những cái tâm đức rất là cao quý, mà cô muốn là con cô sẽ lãnh hội được cái cao quý của các quý thầy dành cho con cô. Mình hy vọng rằng là qua cái khóa tu mùa hè năm nay thì các con sẽ thực sự là lớn khôn và thực sự là trưởng thành. Con về có thể tự lập hơn và có thể ngoan ngoãn hơn, biết nghe lời bố mẹ và biết làm nhiều việc cho gia đình hơn. Chúc con trai cũng như tất cả các bạn tham gia khóa tu mùa hè năm nay, sau khóa tu này sẽ rèn được tính tự lập và biết trân trọng tất cả những gì trong cuộc sống, bao gồm người thân cũng như được đến trường, có sức khỏe, tất cả những gì mình hơn người khác mình phải trân trọng. Sư phụ và tăng đoàn các cô Phật tử là phải bỏ ra rất nhiều công sức lo toan cho các con, thì các con phải cố gắng nghe lời rồi thực hành đúng như lời của sư phụ dạy thì cha mẹ ở nhà mới yên tâm được. Các bạn làm được mình làm được đúng không? Vâng. Cố lên. Cố lên. Cố tin con làm được. Cố lên.